Tiến vào khu vực có đồ tốt xác suất cũng càng lớn, cũng càng dễ dàng có cao cấp bậc đồ tốt. Dĩ nhiên thì vé vào cửa giá cả cũng sẽ cao hơn nhiều. Cái này đặt ở cửa khu La Miền Vũ bọn hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đừng quên rằng La Miền Vũ tần bảo thú, đừng nói là cách phòng bảo hộ, coi như cách bức tường là không là đồ tốt, ai bảo cũng có thể trước tiên cảm giác được. Nhưng vấn đề ở đây là bởi vì cái gọi là một phần tiền làm khó anh hùng hắn. Bọn hắn hiện tại vấn đề lớn nhất ngay tại ở chỗ, bọn hắn không có thiên long kim chỗ tài khoản, cũng không có lòng mã tệ. Lòng mã tệ liền là toàn bộ thiên long tinh hệ thống sung dụng xa tiền tệ, mỗi một chủng tộc đều có chính mình tiền tệ. Nhưng mà muốn nói giá trị nhất ổn định, đồng thời thông hành lại chính là lòng mã tệ. Lòng mã tệ sức mua rất mạnh, tại La Miền Vũ cảm giác bên trên so với đấu la liên bang, đồng liên bang muốn mạnh hơn không ít. Vậy cho nên làm sao làm điểm lòng mã hệ? Liên La Thành hiện tại bọn hắn phải đối mặt vấn đề, đầu tiên phải giải quyết đầu tiên là tài khoản vấn đề. Thiên Long kiểm chỗ tài khoản mới có thể để cho bọn hắn chân chính dung nhập vào trong Thiên Long tinh bên trong. Đi trước làm cái tài khoản lại nói, La Minh Vũ mang theo đồng bạn ra khoáng sản trung tâm giao dịch, mở ra bản đồ điện tử nhìn thoáng qua, đã tìm được ở vào trung tâm giao dịch cách đó không xa một tòa Thiên Long kiểm chỗ. Thiên Long kiểm chỗ tài khoản là có một tấm chuyên môn tấm thẻ, mà lại cái chương mục này là cùng với thân phận chặt chẽ tương liên, dùng đảm bảo từ mật tính, đồ chuẩn xác cũng duy nhất là tính. Các tộc nhân đều có khả năng mở tài khoản của mình, nhưng ở mở trước cần đi qua nghiệm các thân phận cầm tra cùng với các phương diện ghi chép, mà cái này một chút rõ ràng đều là làm mình phụ bọn hắn không thể nào làm sự tinh. Thế nhưng bọn hắn có biện pháp của bọn hắn, 7 người tại thiên long kiểm chỗ bên cạnh quan sát trong chốc lát, rất nhanh bọn hắn đã tìm được mục tiêu. Đó là một tiền dáng người to con Lam Hải tộc nhân mới từ thiên long kiểm chỗ bên trong đi xa đến, trên mặt mang theo cười ha hả biểu lộ. Sở dĩ lựa chọn bọn hắn là bởi vì lúc trước tại trong khoáng sản trung tâm giao dịch bên trong, là mình phụ bọn hắn liền thấy vị này, đây là một tên bình thường khoáng sản giao dịch thường, hắn là chuyên môn buôn bán biển bên trong khoáng thạch. La Minh Vũ hướng về đồng bạn liếc mắt ra hiệu, sau đó chính mình chủ động nghênh đón tiếp lấy. Hắn hiện tại bề ngoài cũng là một tên thân hình là cao lớn Lam Hải tộc nhân. Bằng hữu mượn một bước nói chuyện đi. La Minh Vũ âm thanh thông qua phiên dịch phí, phiên dịch thành lòng mã thình hạ âm thanh phương hướng ngôn ngữ. Vị kia Lam Hải tộc khoáng sản giao dịch tài quyền kinh doanh mới là vừa rồi hoàn thành giao dịch, đang chuẩn bị tìm một chỗ có một bữa cơm no đủ cho chính mình chúc mừng một thoáng, là đột nhiên bị ngăn lại, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng. Đây chính là phòng Long Thánh, làm mà lại là thiên long tình trị an luôn luôn không sai. Nói cái gì? Hắn trên dưới đánh giá Lam Hiền Vũ vài lần, xem xét là tộc nhân của mình, ánh mắt rõ ràng buông lỏng mấy phần. Ta xem ngày vừa rồi từ trong khoáng sản trung tâm giao dịch bên kia ra tới, ta chỗ này có chút đồ tốt không biết ngài có thu hay không. Lam Minh Vũ lúc này nhẹ giọng nói, đồ tốt đi, một bên tâm sự. Cái kia Lam Hải tộc nhân lạ thường phối hợp, hướng Lam Minh Vũ vẫy vẫy tay một cái, liền đi hướng bên cạnh một cái góc rẽ. Lam Minh Vũ theo sau, cái kia Lam Hải tộc nhân vừa đi, một bên thấp giọng nói, huynh đệ, người con hàng này là từ chỗ nào tới, chỉ muốn cái gì tốt giá cả dễ nói. Đồ vật gì kiếm lợi nhiều nhất không thể nghi ngờ, chính là buôn lậu. Long mã tinh hệ tinh cầu rất nhiều, chủng tộc rất nhiều, có một chút tinh cầu khoáng sản là phi thường hiếm hoi, cho nên khó tránh khỏi là sẽ cấm vận. Mà càng là vật như vậy, giá trị không sản lại càng lớn, ví dụ như là không nguyên tinh lên chính là trong đó nổi danh nhất. Đi đến góc rẽ, Lam Hiền Vũ trên tay hào quang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay kim loại liền xuất hiện xa tại hắn ở trong lòng bàn tay, đưa cho đối phương. Đây không phải trần ngân sao? Cái này có cái gì? Lam Hải tộc nhân tiếp nhận ra khối kim trần ngân, vừa có một chút thất vọng lại lập tức phát hiện ra không đúng. Bởi vì khối này trầm ngân trọng lượng vô cùng chìm, mà lại khi hắn cầm vào tay thời điểm đó, lập tức cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì cái này trầm ngân không chỉ là mật độ lớn, mà lại chất cảm tuyệt hảo. Càng quan trọng hơn là cả một khối kim loại vậy mà mơ hồ là có sinh mệnh khí tức tồn tại, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Bằng hữu nhìn ra được không? Lam Minh Vũ cười híp mắt nói ra. Lam Hải tộc nhân nuốt xuống một hộp nước miếng. Ngươi cái này từ đâu mà lấy được? Có sinh mệnh lực lượng trầm ngân. Lam Minh Vũ nói, đấu là liên bang, liên chính là đang cùng một chúng ta chiến tranh cả chỗ kia. Đây chính là trần ngâm, như là trải qua tình luyện về sau trần ngâm. Bọn hắn có một loại vô cùng đặc biệt tình luyện phương thức gọi là rèn đúc. Khối này trầm ngân đã tại rèn đúc bên trong được trao cho sinh mệnh. Bọn hắn xưng là linh rèn. Phẩm chất người cảm thấy cái này có thể là tuyệt đối đồ tốt.
tại thế giới loài người đều có giá trị cao, lại có tiền mà không mua được. Lam Hải tộc nhân con người quay tít sang một vòng rồi nói, đồ vật là vẫn được, thế nhưng mà người cái này là lịch bất chính, mà lại là thuộc về Đấu La Liên Bang đồ vật, không thể xuất thủ, phương diện giá tiền không có cách nào quá cao. Lam Mền Vũ lúc này thở ra một tiếng rồi nói, quên đi, vừa nói hắn liền là muốn theo ở trong tay đối phương đem khối này trầm ngân cầm về. Đừng, người nghĩ muốn bao nhiêu? Lam Hải tộc nhân vội vàng tránh thoát ra tay của hắn. Hắn tự nhiên là biết khối này linh sản giá trị. Cái đồ chơi này giá trị nghiêm cứu, thậm chí là còn muốn xa xa lớn hơn là giá trị thực dụng. Thiên Long Tinh có chuyên môn địa phương thu thứ này, giá cả đều có vô cùng cao. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi có hay không đến địa an toàn địa phương, chúng ta cẩn thận trò chuyện. Tất cả mọi người là đồng tộc, ta thẳng thắn nói cho ngươi đi, ta còn có con đường lấy tới loại kim loại này, nhưng ta tại trong Thiên Long Tinh là không hộ khẩu, không có cách nào giao dịch, cần phải mượn huynh đệ thân phận, lợi ích này mọi người cùng nhau kiếm, thế nào? Lam Mền Vũ thấp giọng nói ra. Hắn cũng không định cướp bóc ra một tên Lam Hải tộc nhân, sau đó sử dụng thân phận của đối phương. Bọn hắn mới vừa rồi tới đến Thiên Long Tinh, đối với nơi này hết thảy đều là chưa quen thuộc sống nơi đây. Mạ muội bị giả mạo thân phận quá dễ dàng bị phát hiện, cùng với hắn như thế, không bằng tìm người hợp tác, lợi ích dẫn dụ nhiều khí đến là muốn so với bạo lực càng dùng tốt hơn, cũng an toàn hơn. Lam Hải tộc nhân có một chút cảm giác nhìn Lam Hiền Vũ liếc mắt, đến là không có bị tham lam che đậy hai mắt, thấp giọng nói. Đi theo ta, vừa nói hắn trước tiên đi ra ngoài. Lam Mền Vũ nói, ta còn có mấy tên đồng bạn, đều là chúng ta tộc nhân, để bọn hắn đi theo không có vấn đề đi. Lam Hải tộc nhân nghe hắn kiểu nói vậy, ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc trước liền phát hiện, ở chung quanh mấy cái kia tầm mắt một mực hướng về phía bọn hắn nhìn bên này chỉ là Lam Hải tộc nhân, cho nên hắn mới có thể như vậy cảnh giác. Hiện tại thì Lam Mền Vũ sáng nói ra, hiển nhiên là có hợp tác thành ý, hắn mới yên tâm một chút. Hắn dĩ nhiên không biết đây chỉ là Lam Mền Vũ cố ý khiến cho hắn phát hiện. Không có việc gì, cùng đi đi, nơi này chính là Thiên Long Tinh, mạnh mẽ long tộc khắp nơi đều thấy, an toàn không có vấn đề. Lam Hải tộc nhân một bên giống là rất lớn khí nói, một bên giống như lại là đang nhắc nhở Lam Mền Vũ cái gì. Lam Mền Vũ vùng tay lên, đồng bạn cấp tông tụ tập tới, dồn dập hướng về cái kia Lam Hải tộc gật đầu. Xưng hô như thế nào? Lam Hải tộc nhân hướng Lam Mền Vũ nói. Lam Mền Vũ trong lòng khẽ động nhưng vẫn là nói, chúng ta đều dùng danh hiệu, ngươi gọi tên ta là Thủ Dực. Được, ta là Sầm Vũ Hải Lương Phác. Vừa nói, Lương Phác đem khối kia chầm ngân nhất vào ngực của mình, hướng phía Lam Mền Vũ vùng tay lên, quyết định rằng một cái phương hướng đi đến. Lam Mền Vũ bảy người theo ở phía sau, đồng thời yên lặng cảm thụ được Lương Phác tinh thần bạo động. Một người nếu như muốn làm gì, tinh thần bạo động là xuất hiện ra trước mắt biến hóa. Nếu như cái này Lương Phác mong muốn vạch trần bọn hắn, ví dụ như là tại trên đường cái quát to một tiếng, Lam Mền Vũ tuyệt đối có thể trước tiên ngăn lại hắn. Lam Hải tổng cũng có cường giả, nhưng mà trước mắt vị này nhỏ nhỏ khoáng sản giao dịch thường khẳng định là không ở tại bên trong, mong muốn chế phục giữa hắn bất quá là giơ tay nhấc chân sự tình mà thôi. Lương Phác cũng không có muốn vạch trần Lam Mền Vũ bọn hắn ý tứ, mang theo bọn hắn xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm, rất mau tới đến một tòa cùng loại với nhân loại khách sạn địa phương, mang theo 7 người lên trên lầu, đi vào trong một cái phòng. Gian phòng này rất lớn, là nguyên một cái khoáng đạt không gian, giống như tại nơi này cũng không có điểm gì là phòng ngủ, phòng khách loại hình, bên trong một mảnh đất trống mặt đất giường đền trên đấy là thật xây ra lồng lại đồ vật, có điểm quái dị mùi vị, hẳn là dùng tới là chỗ ngủ. Rộng lớn trong thính đường, trưng bày ra từng cái giống như là rễ cây một dạng thất gỗ tử. Lương Phác nói, mời ngồi đi. Vừa nói, hắn ở bên trên vách tường đè lên, lập tức thì ánh đèn sáng lên, nhưng chung quanh lại tối xuống dưới, cửa sổ hoàn toàn đen kịt, hơn nữa còn có thể cảm giác được, có mỏng manh lăng lưỡng đem bên ngoài ngăn trở, hắn là đá cách trở âm thanh, nơi này còn có cái loại là thiết trí sao? Trong lòng mặc dù kỳ dị, nhưng Lam Mền Vũ cũng không có hỏi nhiều, Lương Phác lại là trực tiếp giải đáp hắn nghi hoặc. Nơi này chính là chuyên môn cho chúng ta cái này một chút giao dịch thường ở. Gian phòng có âm thanh che giấu hệ thống, có thể che giấu âm thanh tiết ra bên ngoài, mà lại tại cam đoan không có giám sát thiết bị. Chúng ta rất nhiều giao dịch đều ở nơi này tự mình tiến hành. Đi qua Lương Phác nói do lý do là mình vô bạn hắn mới hiểu được, nguyên lai tại trong phòng Long Thành không chỉ là có cùng một trung tâm giao dịch, rất nhiều đến từ các hành tinh giao dịch thường sẽ có tự mình tiến hành ra một chút giao dịch để đổi lấy chính mình muốn lấy được tài nguyên. Mà cái loại này giao dịch
Thiên Long Tinh cũng không cấm, ngược lại là có một chút cổ vũ tính chất. Cái này cách làm vô cùng thông minh, nhường Thiên Long Tinh trở thành khoáng sản giao dịch, tài nguyên giao dịch thiên đường. Long Phong Long Thành liền chính là tại Thiên Long Tinh bên trên gần với Thiên Long Thành giao dịch địa điểm. Trước mắt loại rượu này cửa hàng liền là chuyên môn dùng để tiến hành các loại này tự mình giao dịch. Mà làm nhiệm vụ lúc này, loại chủng động đi tìm tới cửa tình huống, tại đây ở bên trong vô cùng phổ biến, lại thêm lại chỉ là đồng tộc, cho nên...